Ngạc nhiên, vui nhộn, hào hứng, đó là những cảm xúc của khán giả có thể dễ bắt gặp trong buổi biểu diễn. Cả thế giới đại dương và nàng tiên cá đã đến với khán giả chỉ qua một lớp kính mỏng này. Tức là chúng tôi tạm gọi là công nghệ 5D. Tất cả những hình ảnh chiếu lên công nghệ 5D chiếu xuyên qua cái màn lưới gọi là màn lưới xuyên sáng để tới các diễn viên phía sau màn lưới đó, và diễn viên lại tương tác ngược lại với khán giả và tương tác với những cái bong bóng rồi là các con cá, con sứa, con rùa trên cái màn lưới đó. Tức là các bạn thấy rằng là với cái hiệu ứng của màn hình 3D thì ví dụ như với những cái cảnh biển thì các con như là đang được ở dưới lòng đại dương. Như lần này chúng tôi đã cuốn các con vào cái câu chuyện, cuốn các con vào với tất cả những cái yếu tố ca, múa, nhạc và hình ảnh ở trên sân khấu, và để cho các con được tương tác với chính những cái yếu tố đó ở trên sân khấu. Câu chuyện về nàng tiên cá dũng cảm, dám đấu tranh để vượt qua mọi rào cản, thực hiện niềm đam mê âm nhạc thì không còn là câu chuyện xa lạ với khán giả. Nhưng đến với vở kịch Giấc mơ nàng tiên cá lần này, ngoài việc áp dụng công nghệ hologram 5D đa chiều, thì vở kịch còn được làm lại mới mẻ, gần gũi, hấp dẫn. Không chỉ các em nhỏ mà cả các bậc phụ huynh cũng bị thu hút. Mình thấy hôm nay chương trình rất hay và ý nghĩa với các con. Không chỉ là con hào hứng mà bố mẹ cũng hào hứng và cuốn hút xem chương trình từ đầu đến cuối. Sân khấu cũng hay mà dàn dựng cũng hay, kịch bản cũng rất chi là hay. Vở diễn Giấc mơ nàng tiên cá sẽ được trình diễn phục vụ từ nay cho hết dịp hè 2018.